Người khoa văn. Tôi mua tặng Ni một quyển thơ Nhật cổ điển. Ni nhìn tôi ngạc nhiên. Nhân dịp gì? Nhân dịp em đỡ đau đầu vì chậm chạy bộ theo lời khuyên của chị. Ni mỉm cười, chị chăm chú lần giờ từng trang, rồi chị ngẩng lên nhìn tôi. Đây là một món quà mạo hiểm. Em biết không phải ai cũng thích thơ Nhật cổ điển, nhưng cứ mạo hiểm thử xem sao. Tôi thuộc khá nhiều bài có trong tuyển tập này, Ni nói. Cả tanka, hô cự, trường ca, thậm chí còn thuộc tất cả 100 bài tanka trong cỗ bài Bách Nhân Nhất Thủ. Tôi nhìn Ni đầy bất ngờ. Ni lại mỉm cười giải thích. Ngày xưa, tôi cũng là người khoa văn, giống như cậu vậy. Thậm chí, tôi còn chưa bao giờ nói cho Ni biết mình từng học khoa văn. Ni chẳng bao giờ hỏi tôi đã làm gì. Tôi tưởng chị không quan tâm đến. Chúng tôi chọn đề tài trò chuyện mới, người khoa văn. Ni nhắc lại bốn câu thơ không biết của ai đã lưu truyền trong giới khoa văn từ lâu lắm. Tuy có xuất hiện nhiều dị bản, nhưng cũng chỉ khác vài ba chi tiết không đáng kể, còn lại thì vẫn giữ tinh thần ca ngợi. Người khoa văn chân tình lắm, người yêu văn nhân hậu nhiều, cha mẹ dạy con mai lớn, chọn người khoa ấy mà yêu. Ni bảo tôi thử biến tấu lại bài thơ đó theo ý mình. Tôi suy nghĩ một lát rồi đọc. Người khoa văn đa tình lắm, người khoa văn ảo tưởng nhiều, mẹ dặn mai này con lớn, gặp thằng khoa ấy đừng yêu. Ni cười lớn, bảo vậy là tôi đã biết quan niệm sâu thẳm trong tâm hồn của cậu về bản thân mình, đa tình và ảo tưởng. Ha ha, ghê thật, đa tình cơ đấy. Tôi hơi quê quê, bèn khóa lấp bằng cách hỏi ngược lại Ni. Nếu là chị sẽ biến tấu nó như thế nào? Ni cười cười, bí mật. Tôi biết mình vừa bị Ni bẫy, tôi rơi vào cái bẫy tâm lý một cách ngô nghê, thành thực đến tội nghiệp.